Du học từ cấp 3 dành cho các bạn mới tốt nghiệp cấp 2. Đấy chính là vừa rồi Thành có làm cái video về du học sinh 2009 xét nhập học tại các trường cấp 3 ở Hàn Quốc, và Thành thì tuyển đúng 5 bạn. Tuy nhiên thì có rất là nhiều bạn đăng ký cũng như là nghe tư vấn, nhưng mà Thành muốn các bạn là rõ ràng một số thứ như sau. Một là đầu tiên là các bạn phải xác định là phải hỏi ý kiến bố mẹ và gia đình các bạn, phải có điều kiện đấy, khá giả các thứ. Hoặc là các bạn có thể có người thân ở Hàn Quốc, có bố mẹ Hàn Quốc hay thậm chí anh chị em ở Hàn Quốc thì mới nên đi cái dạng này, bởi vì các bạn chỉ mới 14, 15 tuổi, các bạn dưới 18 tuổi. Cái thứ hai, những cái học phí mà bên trường người ta hỗ trợ 100%, nhưng mà có các phí như là ăn uống, sinh hoạt hay thậm chí là ký túc xá hay thậm chí đồng phục các thứ thì các bạn vẫn phải mất. Riêng cái năm đầu tiên là các bạn đã mất riêng cái tiền invoice tầm khoảng hơn 200 triệu rồi, và cộng với tất cả chi phí của trung tâm các thứ nữa thì tổng chi phí đi các bạn phải rơi tầm khoảng là 270 thậm chí là 275 triệu. Nên lưu ý với Thành, tránh cái việc là các bạn là hỏi là sang bên đấy mà cấp 3 vừa học vừa làm này cái thứ là không được đâu. Các anh chị mà tốt nghiệp xong cấp 3 sang học đại học mà vừa làm nó còn vỡ mặt ra nữa là các em dưới 18 tuổi. Hãy lưu ý, một là gia đình phải có điều kiện, hai là các bạn là hoặc là các bạn là có anh chị em các thứ ở bên Hàn, và Thành vẫn đang lọc hồ sơ và Thành chỉ tuyển đúng có 5 bạn thôi. Lưu ý, hy vọng là được các bạn là chia sẻ thông tin tới nhiều bạn đang quan tâm tới chương trình cho các bạn này. Đó, các bạn rất là nhiều. Bye bye.